Bác xin chào tất cả anh em, vẫn là em Tùng Audio đây ạ. Hôm trước thì em đã có lên mẫu đẩy Asli T4.13 cho anh em rồi và đã thông báo cho tất cả anh em là đã có phiên bản mới nhất và đã về hàng với mẫu Asli 1300 công suất trên một kênh và đánh được 4 kênh cho anh em. Ở video đó thì em đã có review qua về cái mặt hình thức cũng như là phần bên trong của em Asli T4.13 rồi. Và ngày hôm nay thì cùng với em Tùng trải nghiệm chất âm của Asli T4.13. Và trước khi đi vào phần trải nghiệm thì em sẽ nói lại một lần nữa về cái thông số kỹ thuật cũng như là giao diện của Asli T4.13 cho anh em. Với mẫu Asli T4.13 đang là đẩy công suất lớn nhất của hãng Asli, với công suất là 1300W trên một kênh và đánh được 4 kênh cho anh em. Với cái công suất như thế này thì khẳng định rằng cho các bác và anh em chơi sự kiện thoải mái với tất cả những dàn loa của anh em từ lớn cho đến bé. Ok, và đi kèm với hãng thương hiệu của Asli thì luôn luôn có là logo thương hiệu. Mẫu này thì có đầy đủ tem mã QR cho các bác và anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán và là hàng chính hãng chuẩn của Asli nhá. Với công suất như vậy thì nguồn sẽ là nguồn xuyến đồng và to hơn so với những người anh em trước đó như T4.10 hay là những dạng mẫu Asli đời cũ. Thế nên anh em yên tâm cả về phần ruột gan lẫn phần hình thức của Asli T4.13. Và mặt màn hình điện tử thì thấy luôn cho anh em đó là hiển thị điện áp và hiển thị chế độ nhiệt ở bên trong con nguồn này. Đấy, ok. Và ngay bây giờ cùng với em Tùng nghe thử một chút chất âm của Asli để cho tất cả ba anh em có thể đánh giá dưới phần bình luận của video nhá. Các bác cùng với anh em với Tùng Audio đã test thử chất âm của Asli T4.13 và anh em đã thể thấy rằng với mẫu Asli T4.13 này sử dụng sò sa ken nên nó sẽ cho ra một cái tiếng âm thanh chất lượng tiếng rất sáng, rất sạch và ngoài ra công suất khỏe, thế nên các bác và anh em chơi thoải mái những đôi loa tiếng ra cực đã luôn. Và với Asli T4.13 thì có một cái tính năng cực kỳ đặc biệt, đó là tính năng chống chập cháy dây loa để đảm bảo cho anh em phục vụ phòng hát gia đình cũng như anh em làm sự kiện cảm thấy yên tâm và hài lòng với mẫu Asli T4.13 này. Và nếu như anh em nào đang cần trang thiết bị âm thanh, đặc biệt là mẫu đẩy công suất lớn để phục vụ cho anh em làm sự kiện thì ngay bây giờ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Tùng Audio Hải Dương để hưởng cái mức giá ưu đãi nhất với dòng sản phẩm Asli T4.13 mẫu đẩy công suất khủng 1300W trên một kênh và đánh 4 kênh cho anh em. Với mẫu đẩy này thì có đầy đủ chế độ bảo hành cho các bác và anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán sau. Ok, video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào các bác.